Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn là cách làm nước lẩu gà rất là ngon mà không cần phải sử dụng đến nước hầm xương. Chúng ta cũng có được một nồi nước lẩu gà rất là ngon và hấp dẫn như thế này đây. Và làm sao để chúng ta có thể làm được một nồi nước lẩu gà ngon và hấp dẫn như thế này? Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để làm món nước này các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách làm nước lẩu gà rất là ngon và tiện, đặc biệt là không cần phải sử dụng đến nước hầm xương các bạn nhé. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 1,1 đến 1,2 lít nước như thế này. 10 gram bột nêm, 5 gram bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, 10 gram sa tế tôm, 30 gram dầu ăn. Và ở đây thì mình có cái gói lẩu thuốc bắc thêm với cả 5 quả táo khô như thế này nữa. Các bạn có thể mua ở trong siêu thị rất là nhiều. Còn nếu không có thì các bạn sẽ sử dụng quế, hoa hồi, thảo quả cộng với táo đỏ các bạn nhé. 2 quả cà chua, 3 củ sả, 1 củ gừng, 1 củ hành khô. Nó được 6 tép nhỏ như thế này. Và một củ hành tây các bạn nhé. Hành tây này thì các bạn sẽ bổ mùi cau nhé. Bổ mùi cau vừa ăn. Hành tây nó sẽ làm cho cái phần nước này nó rất là ngọt. Ngọt nước. Cà chua này các bạn cũng sẽ bổ mùi cau ra cho mình nhé. Sả này thì các bạn sẽ đập ra. Sả đập dập cắt khúc. Phần hành này thì các bạn sẽ bảo nhỏ. Gừng này các bạn sẽ bằm nhỏ ra cho mình nhé. Các bạn thêm vài cái lá hành vào đây nhé. Phần củ hành như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ nấu nhé. Các bạn sẽ cho vào đây 30 gram mỡ dầu. Dầu ăn này. Bật bếp. Khi mà dầu đã nóng rồi thì các bạn sẽ cho cái phần hành và gừng ở đây để phi thơm. Các bạn phi nó vàng rộm lên là được. Khi mà nó bắt đầu hơi hung hung vàng rồi thì các bạn sẽ cho cái phần sả. Các bạn cho phần sả vào, các bạn đảo chung. Sả rất là hợp với món gà thơm lắm, gừng, sả, hành. Các bạn phi vàng lên nha. Khi mà các bạn thấy cái phần hành, gừng, sả bắt đầu vàng lên như thế này rồi thì các bạn sẽ cho 10 gram sa tế vào đây. Các bạn xào. Tiếp nữa là các bạn sẽ cho cái phần cà chua và hành tây.
cho vào, các bạn đảo chung như vậy. Các bạn đảo cho mình 1 phút nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho cái phần gia vị thuốc bắc vào đây. Muối 1,2 lít nước. Sau đó các bạn sẽ bật bếp và đun sôi cái phần nước này lên là được. Nêm gia vị như vậy là đã rất là vừa vặn rồi, các bạn không cần phải cho thêm nữa. Bởi vì các cái món lẩu thì thường là người ta sẽ nhạt nhạt một chút để khi mà các bạn ăn các bạn còn chấm kèm nữa. Còn nếu quá là mặn thì cái món này nó sẽ ăn không còn ngon nữa các bạn nhé. Với các cái món lẩu là mình sẽ chỉ ăn nhạt nhạt như vậy thôi. Nếu có nấm hương thì các bạn nấm hương khô các bạn cho vào đây cũng được. Nó sẽ làm cho cái món lẩu gà của chúng ta nó rất là ngọt nước và thơm. 3 cây nấm hương khô. Và khi mà các bạn nấu nước lẩu như thế này nhá, thì tính từ lúc nước sôi các bạn sẽ đun cho mình 10 phút để nó ra được những cái phần ngọt từ các loại rau củ quả cũng như là táo đỏ như thế này, để cho cái phần nước lẩu của chúng ta nó có cái vị ngọt tự nhiên mà không cần phải sử dụng nước hầm xương các bạn nhé. Nhìn đã rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Khi các bạn thấy cái nồi nước lẩu này nó bắt đầu sôi lên như vậy rồi thì nó sẽ có những cái phần bọt này này, thì các bạn sẽ vớt bọt đi để cái phần nước lẩu nó được trong và không bị đục. Khi mà nước sôi như vậy thì các bạn đun tiếp cho mình 10 phút với lửa nhỏ, liu riu. Vớt hết được cái phần bọt này đi thì món lẩu gà của chúng ta sẽ rất là ngon. Tin mình đi, đây là nồi nước lẩu mà mình thấy nó rất là đơn giản và lại còn ngon nữa. Các bạn chắc chắn sẽ hài lòng với cái món nước lẩu làm theo cái công thức mà mình chia sẻ như thế này. Khi nó bắt đầu sôi như vậy rồi thì các bạn giảm lửa nhỏ xuống nhé. Và đun tiếp 10 phút. Sau đó là có thể dùng cùng với cả cái phần thịt gà rồi. Với món lẩu gà thì các bạn sẽ ăn kèm với các loại rau sống hoặc là rau cải ngọt thì nó sẽ rất là ngon. Thơm quá, nồi nước lẩu này rất là thơm ngon. Các bạn ơi, sau khi mà các bạn đun thêm cho mình được 10 phút như thế này rồi thì các bạn sẽ thêm cái phần hành lá vào đây nhá, và bắt đầu nhúng thịt gà ăn thôi. Đó, và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Chúc các bạn sẽ có được cái nồi nước lẩu thật là ngon cho những ngày Tết Nguyên Đán năm nay các bạn nha.